Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra ba mục tiêu then chốt trong mặt trận ngoại giao mà Kiev cần có trong bối cảnh chiến sự với Nga kéo dài. Reuters dẫn lời Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 24 tháng 11. Chúng ta cần ba chiến thắng. Thứ nhất là chiến thắng với Quốc hội Mỹ. Đó là một thách thức. Nó không dễ dàng, nhưng Ukraine đang làm mọi thứ. Chiến thắng mục tiêu mà ông nhắc tới chính là Quốc hội Mỹ thông qua các gói ngân sách viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách viện trợ trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng trước, nhưng nội dung này đã bị tách khỏi luật chi tiêu tạm thời được ban hành hồi tuần trước. Một nhóm nghị sĩ cứng rắn của Đảng Cộng hòa của Mỹ đang phản đối viện trợ thêm cho Ukraine, cho rằng tiền thuế của dân Mỹ nên được chi cho các vấn đề trong nước. Tuy nhiên, đa số thành viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ ủng hộ hỗ trợ thêm cho Ukraine. Mục tiêu thứ hai của Ukraine, theo ông Zelensky, là gói viện trợ 50 tỷ euro từ Liên minh châu Âu-EU vốn đã được công bố nhưng chưa được thông qua do sự phản đối của Hungary. Và thứ ba là mở cuộc đối thoại về tư cách thành viên trong tương lai của chúng ta trong EU. Ủy ban châu Âu trong tháng này đã khuyến nghị EU chính thức đối thoại để kết nạp Ukraine và nước này kỳ vọng các thành viên của khối sẽ đồng ý khởi động quá trình tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 14-15 tháng 12. Theo khuyến nghị, việc đối thoại nên bắt đầu ngay khi Ukraine đáp ứng các điều kiện còn lại về chống tham nhũng, thông qua luật vận động hành lang phù hợp với tiêu chuẩn của EU và tăng cường bảo vệ các nhóm thiểu số. Tổng thống Zelensky cho rằng việc gia nhập EU sẽ là cột mốc tốt đẹp cho tinh thần của người Ukraine. Phát biểu trong cùng cuộc họp báo, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics đã tự tin rằng gói viện trợ của EU sẽ được thông qua dù dự báo sẽ cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.